Hello, xin chào tất cả các anh em. Còn hai con bổi nha anh em. Tối tranh thủ lên cho anh em luôn. Anh em nào cần thì liên hệ cho em. Con này là con thủ pha nha anh em. Đồng pha thủ, ghé một hậu anh em ạ. Con này nó có cái nước dặm khá là ok nha anh em. Thúc cũng khá là nhanh nè. Con này em mới lên lồng được tầm tháng mấy. Mà gáy cũng to rồi nha anh em. Gáy cũng lớn tiếng, lớn giọng rồi. Khoảng 60% tiếng nè. Này cái bổi cườm cũng hơi cao cao nha anh em, cườm đen, chim nhìn nó đẹp chim lắm, chân khô, mặt cũng khá là dữ nha anh em. Con này em để cho anh em giá là 500.000 anh em về nuôi, em xin tướng tá cái con số 1 nha anh em. Con này là con số 2 nha anh em, con này là anh em xin bù quy nè, chân cũng khô rồi. Mấy con chim em lựa thì đa số chân khô á anh em. Chân khô thì chơi nó ok hơn. Đây. Con này là con đồng nha anh em. Đồng một hậu. Đây giống đồng một hậu. Đồng mà hơi chuông chuông á, chứ không phải là đồng hoa thổ, đồng hơi chuông chuông. Đây. Con này cũng để anh em 500 luôn nha anh em. Con này thì nó trắng chim rồi, nó đẹp rồi anh nè. Đây con này khá đẹp chim, chân khô. Mặt mũi cũng sáng láng. Cảm ơn tất cả các anh em nha.